nghệ sĩ ưu tú Đức Hải bị đồng nghiệp chửi bới thậm tệ giữa nghi vấn thóa mạ bà Nguyễn Phương Hằng. Trong lúc nghệ sĩ ưu tú Đức Hải vướng ồn ào nghi ngờ đăng bài xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, một sao nam gây xôn xao hơn khi đăng bài chửi bới nam diễn viên này. Dư luận đang rất bức xúc trước thông tin tài khoản của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đăng bài với lời lẽ kém văn minh, nghi xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Nam diễn viên gạo cội đã lên tiếng trần tình, cho biết Facebook bị chiếm đoạt, bản thân cũng chẳng thể đăng nhập để giải thích cho cộng đồng mạng. Ông khẳng định bài đăng trên không phải do mình viết, lời giải đáp này vẫn không đủ xoa dịu mọi người. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải vẫn bị chỉ trích khá nhiều. Giữa tình hình đó, mới đây ca sĩ Trịnh Tuấn Vĩ bất ngờ đăng đàn nhắc đến nghệ sĩ ưu tú Đức Hải trên trang cá nhân. Anh chàng không ngần ngại công kích ngược lại bậc tiền bối. Thưa thầy DH, trước tiên tôi xin mạn phép được gọi một tiếng thầy vì sự tôn sư trọng đạo, mặc dù tôi không học ông ngày nào, cũng mừng vì điều đó. Vì tôi biết ông đã và từng dạy tại trường nghệ thuật sân khấu Cống Quỳnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu câu mày thì với đạo lý và giáo dục Việt Nam, tôi nhỏ mà kêu vậy là hỗn và mất dạy. Nhưng nếu so trong cuộc sống, lớn hay nhỏ mà làm việc gì sai hay không đúng, thì lớn nhỏ cào bằng dễ xử. Nhưng tôi sẽ xưng tôi với ông, thưa ông DH. Trịnh Tuấn Vĩ mở đầu. Tiếp đến, nam ca sĩ từng ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng nữ đại gia chưa từng nhắc đến các nghệ sĩ ở miền Bắc, bởi lẽ họ vốn dĩ không dính dáng đến ồn ào thời gian qua. Bài viết của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đang được lan truyền trên mạng khiến Trịnh Tuấn Vĩ bức xúc. Trịnh Tuấn Vĩ nói, cái tồi là tại sao anh ta không kêu thẳng tên bà Nguyễn Phương Hằng ra mà chửi, làm như vậy ai coi ông ra gì? Nam ca sĩ còn lo sợ hành động của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải sẽ châm ngòi thêm một vụ nổ mới giữa bà chủ Đại Nam và các nghệ sĩ ở miền Bắc. Chỉ trích đàn anh, Trịnh Tuấn Vĩ dùng nhiều từ ngữ nặng nề. Anh khẳng định việc làm này không phù hợp với một nghệ sĩ, một người thầy như nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. Già hai thứ tóc và con cháu rồi nên làm việc gì cũng nhìn cái chung. Nếu sự việc này ảnh hưởng đến người dân và xã hội, đừng suy nghĩ ích kỷ mà phán lung tung, lớn mà còn để dạy hoài. Trong bài đăng của mình, Trịnh Tuấn Vĩ còn hy vọng cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ phát ngôn kém văn minh của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. Đính kèm đó, nam ca sĩ đăng bức ảnh nghệ sĩ ưu tú Đức Hải với icon khá nhạy cảm. Theo thông tin từ tiến sĩ Vũ Khắc Trương, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải cũng đã liên hệ với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để làm rõ sự việc ồn ào này. Lên tiếng kêu oan, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải bị dân mạng chỉ trích, lại dối trá, chú khôn vừa thôi, chú đừng có mà đổ lỗi cho hacker. Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước dòng trạng thái bị cho là thiếu lịch sự của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải khi sử dụng những từ ngữ tục tiểu bàn về ồn ào trong showbiz thời gian qua. Giữa những luồng ý kiến trái chiều, mới đây, nam nghệ sĩ đã chính thức lên tiếng đính chính. Theo đó, ông đã trả lời truyền thông cho biết bản thân đã bị hack mất tài khoản Facebook cá nhân và hiện tại đang rất bối rối vì những lùm xùm liên quan tới mình. Nam nghệ sĩ khẳng định bản thân không hề viết những nội dung như vậy. Đặc biệt, cho tới nay, anh vẫn chưa thể lấy lại được tài khoản của mình để giải thích cho khán giả hiểu. Tôi bị hack từ buổi trưa ngày hôm nay, thấy bạn bè và mọi người cứ nói lùm xùm về vụ này thì tôi vào Facebook xem, nhưng tôi không vào được. Ngay cả bây giờ cũng chưa thể truy cập vào tài khoản của mình mà chỉ xem được qua của người khác thôi. Tôi không hiểu mục đích của hacker đẩy tôi vào chuyện này để làm gì. Thực sự bây giờ tôi đang rất bối rối, chẳng biết phải làm gì. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải cho hay, bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng cho biết từ trước đến nay, bản thân chưa bao giờ lên tiếng về những ồn ào trong showbiz mà chỉ quan tâm tới chuyện đời sống, dịch bệnh. Anh khẳng định mình vào cuộc chuyện này để làm gì, tôi có liên quan gì đâu. Giờ đang dịch phức tạp như thế, thời gian đâu mà lại đi đăng mấy cái này. Nếu sự việc đi quá xa, tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vấn đề này. Thực sự, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của tôi. Ngay sau khi nghệ sĩ Đức Hải phủ nhận đăng dòng trạng thái với lời lẽ khó nghe, trên các diễn đàn, cư dân mạng lập tức chỉ ra loạt điểm lạ qua lời thanh minh của nam nghệ sĩ. Điều khán giả nhận định, thông thường hacker đột nhập và lấy đi tài khoản của nghệ sĩ nhằm mục đích bóc đời tư hay lợi dụng để quảng cáo bán hàng, chứ không chỉ để chửi đối tượng nào đó. Bên cạnh đó, cũng không có hacker nào rảnh rỗi đăng dòng trạng thái rồi đi trả lời từng bình luận và gắn tên từng người bạn, đồng nghiệp thân thiết của ông, hay xóa đi bình luận phản pháo của dư luận. Thậm chí, cộng đồng mạng còn khẳng định hacker tấn công trang cá nhân Đức Hải là hacker có tâm nhất khi cẩn thận khóa nick, đóng vai kinh doanh của nam nghệ sĩ để tránh bị dân mạng tràn vào để chỉ trích. Trước đó, vào trưa ngày 2 tháng 6, bài đăng của nghệ sĩ Đức Hải đã nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo cộng đồng mạng.
Bức xúc nhất chính là việc đoạn status sử dụng hàng loạt những từ ngữ thô tục. Hiện tại, câu chuyện vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Khán giả hy vọng, sau lần vạ miệng của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải, các nghệ sĩ khác cũng cẩn thận trước khi chia sẻ gì trên mạng xã hội. Trịnh Tuấn Vĩ chửi thẳng mặt Đức Hải, banh bà Phương Hằng, già hai thứ tóc, lớn mà để dạy hoài. Liên quan đến lùm xùm giữa bà Phương Hằng và giới nghệ sĩ Việt, hai cái tên mới nhất vừa được lôi vào cuộc là ca sĩ Trịnh Tuấn Vĩ và nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. Trịnh Tuấn Vĩ được biết đến với danh xưng con trai nghệ sĩ Nguyễn Xanh. Anh từng có thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật sôi nổi và được khán giả ưu ái gọi là ông hoàng nhạc dance nhờ những bản hit như Trèo Cao Té Đau, Để Có Em. Trong khi đó, Đức Hải là diễn viên gạo cội cực kỳ nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. Ở chia sẻ mới nhất, Trịnh Tuấn Vĩ không ngại mắng thẳng mặt, chửi đích danh Đức Hải sau ồn ào. Nguyên văn bài đăng của Trịnh Tuấn Vĩ trên Facebook cá nhân: Thưa thầy Đức Hải, trước tiên tôi xin mạn phép được gọi một tiếng thầy vì sự tôn sư trọng đạo. Mặc dù tôi không học ông ngày nào, cũng mừng vì điều đó, vì tôi biết ông đã và từng dạy tại trường nghệ thuật sân khấu Cống Quỳnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu kêu mày thì với đạo lý và giáo dục Việt Nam, tôi nhỏ mà kêu vậy là hỗn và mất dạy. Nhưng nếu so trong cuộc sống, lớn hay nhỏ mà làm việc gì sai hay không đúng thì nhỏ lớn cào bằng dễ xử. Nhưng tôi sẽ xưng tôi với ông, thưa ông Đức Hải. Ngay từ đầu, CEO Nguyễn Phương Hằng chưa từng đụng chạm tới những nghệ sĩ phía Bắc của các anh. Vì sao? Vì tất cả không dính dáng vào sự việc này, và điều này chứng tỏ rằng luôn có một sự phân minh và rõ ràng ngay từ đầu. Những ngày qua, anh viết một bài trên ấy, đá xéo rồi bình luận, nhắm vào câu chuyện của người ta. Cái tồi là tại sao anh không kêu thẳng tên bà Nguyễn Phương Hằng ra mà chửi? Làm như vậy, ai coi ông ra gì? Thứ hai, nếu như những lời lẽ xúc phạm của ông mà chị ấy lôi ông ra chửi nữa, thì có phải đụng chạm đến những nghệ sĩ phía Bắc hay không? Vậy cho tôi hỏi, ông Đức Hải có phải là người châm ngòi một vụ nổ mới? Nếu sự việc xảy ra như đã từng hay không, thưa quý vị? Ông ghét người ta ở chỗ nào? Giàu hơn ông là chắc rồi. Học thức nhiều khi ông thua cũng là đúng luôn. Nhưng để thằng 38 tuổi nói cho ông rõ, người ta hơn ông cái tâm cái đức. Họ nhìn cuộc đời bằng cặp mắt cao quý chứ không như ông. Một người mang danh là thầy mà viết một bài viết rẻ rách như thế. Liệu nếu học sinh của ông hiểu biết lẽ phải giống như tôi, thì có còn nể ông hay không? Câu hỏi đó tôi dành cho ông và các khán giả đánh giá. Già hai thứ tóc và con cháu rồi, nên là việc gì cũng nhìn cái chung. Nếu sự việc này ảnh hưởng đến người dân và xã hội, đừng suy nghĩ ích kỷ mà phán lung tung, lớn mà để dạy hoài. Người dân khi thóa mạ và làm nhục ai sẽ bị cấm. Tôi đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Thông tin Truyền thông làm rõ vụ việc những nghệ sĩ phát ngôn kém văn minh, một lần không biết là do mình ngu, còn đã biết mà vẫn làm là do mình cố chấp, nhằm vào một cá nhân nào đấy. Các cá nhân hay người dân trong nước đều phải được bảo vệ và đối xử một cách công bằng. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải được biết đến là một trong những nghệ sĩ gạo cội trong làng giải trí Việt. Đặc biệt, nam nghệ sĩ còn giữ chức phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, nên mọi phát ngôn đều gây chú ý. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 6, khi tài khoản Facebook cá nhân của nam nghệ sĩ xuất hiện status văng tục, thô lỗ để mắng chửi ai đó, dòng trạng thái này ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận, thậm chí gây tranh cãi nảy lửa vì status quá thô tục. Nhiều khán giả cho rằng việc nghệ sĩ ưu tú Đức Hải liên tục dùng những lời lẽ thô tục ngay trên mạng xã hội là điều không nên, bởi lẽ nghệ sĩ ưu tú Đức Hải là cây đa cây đề trong làng giải trí. Netizen cho rằng nam nghệ sĩ nên tiết chế lời nói hơn, không nên nói tục chửi bậy trên mạng xã hội công khai như thế này. Đáng chú ý, sau dòng trạng thái này, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đã khóa luôn trang Facebook cá nhân. Sau khi gây ồn ào, Đức Hải đã lên tiếng thanh minh, khẳng định tài khoản Facebook của mình bị hack. Tôi không hiểu mục đích của hacker đẩy tôi vào chuyện này để làm gì. Thật sự bây giờ tôi đang rất bối rối, không biết phải làm gì. Nếu sự việc đi quá xa, tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vấn đề này. Thật sự chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của tôi. Liên quan đến vụ việc, đại diện Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã có phản hồi chính thức và khẳng định chúng tôi không bao che, không đồng ý và chắc chắn là không ủng hộ những cá nhân nào làm ảnh hưởng đến tình cảm quý vị dành cho nhà trường trong suốt 15 năm qua. Về ồn ào của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải, người đang giữ chức vụ phó hiệu trưởng, đại diện nhà trường cho biết đang xem xét để có hình thức kỷ luật phù hợp nếu những gì diễn ra trên mạng xã hội là đúng. Trên quan điểm cá nhân, người nào vi phạm thì cá nhân đó phải tự chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật, trước đơn vị và cộng đồng. Nhà trường quan điểm rõ ràng rằng nếu những phát ngôn được cho là của nghệ sĩ Đức Hải phát biểu trên Facebook là chính xác, chắc chắn nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp. Trước thông tin nghệ sĩ ưu tú Đức Hải cho biết Facebook bị hacker xâm nhập nên mới dẫn đến sự cố này, đại diện nhà trường cũng nêu rõ hướng xử lý. Đại diện của nhà trường đã nhận được thông tin từ truyền thông, báo chí và từ thầy Đức Hải cho rằng Facebook của nghệ sĩ Đức Hải bị mất quyền kiểm soát dẫn đến câu chuyện đáng tiếc này. Dù thực hư thế nào thì trước hết,
nghệ sĩ ưu tú Đức Hải không phải là đại diện cho phát ngôn của trường cũng như hình ảnh của nhà trường. Mọi hành vi vi phạm nếu có của các cá nhân đều phải bị nhắc nhở, cảnh cáo, xử lý kỷ luật, thậm chí nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.